Chào cả nhà nhé. Hôm nay chơi lớn luôn cả nhà. Nay nên mình mua một thùng, cái thùng phôi giống, phôi nấm luôn nè cả nhà. Đây là cái thùng này gồm 10 phôi. Thì 10 bịch phôi thì giá nó có 150 thôi, nhưng mà phí vận chuyển luôn nữa là cái thùng này là 230 đó các bạn. Đó. Bây giờ mình mở ra mình xem cái phôi đang như thế nào nha. Nên là phí vận chuyển nó cũng tương đối là không có cao lắm. Này là chỗ này bán là ở Tiền Giang, còn những chỗ như ở Hà Nội thì vận chuyển rất là đắt các bạn. Cái phôi nó rẻ nhưng mà nó vận chuyển đắt lắm. Cái này cũng không có mắc không. Dán rất là kỹ rồi nè. Con đi xích ra, cái xích ra. Đâu nghe, ăn được, ăn. Đâu có gì đâu ăn. Đẹp. Đây, cả nhà ơi. Dán keo cũng rất là kỹ luôn các bạn. Cho nên là cắt keo thôi. Cái phôi nấm này toàn nấm á. Nấm hả? Ừ. Nấm để làm ăn. Ừ. Hả? Ừ. Con ăn xích ra đi. Không. Đúng. Không. Đúng rồi, đi xích ra. Đây. Wow, cái phôi này á. Mình đẩy này lại đây. Mình chưa có cho nó ra nấm thì mình đẩy này, đẩy nắp này lại này cả nhà. Ồ. Giờ mình chưa có chuẩn bị đất được mà, cho nên là mình đẩy ra thôi. Đây nè, cái này thôi để rất là chặt luôn các bạn nè. Cái này là cái phôi này là người ta mới nè, nó chưa có trắng nè các bạn, thấy không? Cái thời gian mà mình để mình ủ cho nó trắng lên á thì rất là lâu cả nhà. Cho nên cái phôi này sao ta đưa mình cái phôi mới vậy ta? Mình mua thường là mình ta đưa cái phôi nó đã trắng rồi á thì mình cho nó ra nấm rất là nhanh. Nè, đây nè, cái phôi này là cái phôi nó đã trắng rồi nè cả nhà. Đó, nó trắng như thế này nè. Mình để cái bịch phôi này nè, nó trắng giống như vậy nè thì nó mới mau ra nấm cả nhà ha. Đó, nè. Thấy không, hai cái bịch nó khác nhau ha. Cái phôi này là người ta mới dùng, người ta mới ủ thôi, chưa có ra nấm. Còn cái này là mình về mình tưới nước là sẽ ra nấm nè. Không gì người ta cho mình nâm cái nắp này để mình đậy vào những cái phôi mới này các bạn. Còn những cái phôi mà nó đã trắng như thế này rồi thì nó sẽ ra nấm rất là nhanh rồi, nó không cần phải đậy nắp là mình có thể mình cho ra nấm rồi đó cả nhà. Đó, mình xem có 5 phôi mới và 5 phôi cũ các bạn. Đó, đây là 5 phôi mới nè, 5 phôi này, 5 phôi cũ. 5 phôi cũ thì các bạn phải đợi nó ra meo đó cả nhà, nó ra trắng như vậy nó mới có nấm nha cả nhà. Đó, nè. Đây, mình mua 10 phôi hết thảy thì nó có 5 cái cũ và 5 cái mới. 5 cái mới này thì mình cần phải là tưới nước và mình ủ thêm nữa để mà cho nó ra, nó ra meo giống như thế này nè. Đó, cả nhà thấy không? Bởi vì khi mà con đi chơi đi con. Bởi vì mà khi mà mình trồng nấm á, là mình đợi trong cái thời gian mà đợi cho nó mốc trắng như thế này nè là từ 3 đến 6 tháng luôn đó cả nhà.
cho nên là lau rất là lâu. Cái quá trình mình ủ meo á thì giống như là quá trình mình mua cái phôi này nè. Đó, các bạn thấy không? Thay vì mình người ta có phôi cái, còn mình thì có cái gốc mà có một tí xíu phôi đó, thì mình sẽ ủ giống như cái những cái bịch nấm này. Nấm kìa, kìa. Ừ. Đó. Rồi, hôm nay mình sẽ dùng cái thùng nước đá này nè cả nhà. Đó, mình sẽ chất nó vào đây. Không lẽ là người ta để ở ngoài, còn mình thì giờ mình sẵn có cái thùng này mình không có xài đó. Mình chất vào luôn cả nhà đây. Chất vào mình tưới nước nó thì nó sẽ lên nấm thôi. Mình sẽ có để sơ dừa vào hoặc là đất vào nữa. Nhưng mà giờ mình không có có sẵn rồi. Ừ. Thùng này chỉ để được có 6 cây thôi. Yeah. Được cái 6 bịch mà thôi, mình để 5 bịch luôn cho nó thoáng như vậy đó. Cái này là nấm bào ngư xám nè cả nhà. Giờ mình chỉ việc mình sẽ gỡ cái nút này ra nè cả nhà. Cái này, cái nút này nó bằng nó meo rồi các bạn ha. Đó, mình gỡ cái nút này ra. Rồi, gỡ nút ra và mình tưới nước nó cả nhà ơi, tưới ít thôi. Nè các bạn, nó ở phía trong nó như thế này nè. Đó. Đó, mình sẽ tưới nước nó, mình phun sương nhẹ nó lên đây. Rồi mình đậy nắp lại thôi. Rồi, mình sẽ dùng cái bình xịt này nè cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ phun ở đây nè. Phun sương trên đầu nấm nha. Rồi, đáng lẽ là mình phải để ở ngoài cho nó thoáng thì nó mới mau lên nấm. Mà bây giờ mình không để ở ngoài được cả nhà, tại vì mình sợ chuột nó phá đó. Bây giờ mình vẫn đậy nắp thùng này lại nè. Đó, rồi mình để yên ở chỗ mát ở trong nhà thì khoảng một tuần sau là nó sẽ có nấm mọc nấm lên cho mình ăn. Còn cái những cái phôi mới thì mình sẽ cũng tưới nó. Mình tưới nó xong rồi mình sẽ đậy những cái nút này lại nè cả nhà, để tạo cho nó có meo á. Này là nấm bào ngư nha. Không, cái chi nấm bào ngư này, nấm kim chi nè các bạn. Nấm kim chi đỏ nè. Đó. Thì bây giờ mình gỡ nút này ra và mình sẽ tưới nó. Rồi mình đậy cái nút này lại để giữ ẩm đó. Mình tưới ở trên này luôn. Tưới vào cái dòi nữa nè các bạn, cái đầu dòi. Đó, rồi mình sẽ đậy nó lại để cho nó giữ ẩm đó cả nhà. Nó sẽ tạo meo mà cũng rất là lâu nó mới có ra cái meo trắng như vậy, thì cho nên là trong thời gian đó thì mình phải đậy cái thùng lại, mình cột lại để thôi, chùm cái lọc này lại, chùm lại để cho nó kín đó cả nhà. Đậy lại thôi, tạm thời đậy lại như thế này, sợ chuột nữa cho nên là giờ đậy như vậy. Rồi bạn xem những cái chậu nấm kim châm của mình nha. Đây mình làm ở cái ly này, mình làm ở trong cái ly mà nhựa đó các bạn, cái ly mà người ta bán nước mía đó cả nhà. Thì mình thấy nó sẽ mau mọc nấm hơn nè cả nhà. Này mình làm sau hả, này hai ly này mình làm trước nè. Thì cái ly này là một tuần rồi nè. Em cái ly này 2 tuần rồi các bạn nè. Đây các bạn nhìn xem, nó bắt đầu nó ra nấm rồi nè cả nhà.
thấy, mình dở ra cho cả nhà nha. Cái này nó trắng trắng như thế này nè. Đó, có nhiều bạn thì nói là nó bị móc cho nên là đem bỏ đi, nhưng thật sự nó không phải móc các bạn. Nó cái men của cái meo của nó lan ra đó cả nhà, thì nó sẽ nở mọc nấm lên nhanh hơn ha. Đó, các bạn thấy không? Và nó bắt đầu nó mọc rồi nè. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nè, đó, những cái nấm nó ra nè. Cái này là sau 2 tuần nha cả nhà. À, thì mình thấy cái ly nhựa này nó mọc mau hơn nè. Mình mới vừa lấy trong tủ lạnh ra cho nên nó có cái hơi nước nè các bạn. Đó, mình lấy cho các bạn xem đó. À, mình dỡ cái bọc ra luôn để cho cả nhà xem nè. Đó, các bạn thấy nấm nó mọc lên chưa? Đó, rõ ràng là nó mọc nấm nè, thấy không? Đó, sau 2 tuần nha. Thì mình làm trong cái ly nhựa thì nó sẽ ok hơn đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nè, đó, bắt đầu là nó sẽ mọc lên nè. Đó nè, có những cái nấm nó có cái đầu nhỏ ở trên này cả nhà. Đó, các bạn thấy không? Đó, 2 tuần thì mình được như thế này nè. Đó, ha. Nè, nó mọc xung quanh đều luôn cái ly đó các bạn. Thì cái gốc nó không có thối nha cả nhà. Mình làm mình thấy. Đó, phần chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chừng nào cái này nó có nấm mình sẽ dở ra cho cả nhà xem nha.